Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Vietjet mở bán 1 triệu vé giá từ 0 đồng nhân dịp mở thêm 2 đường bay mới. Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông ở cảng hàng không Thọ Xuân. Ngày 19 tháng 6, Vietjet công bố tiếp tục chuỗi ưu đãi lớn nhất trong năm nhân sự kiện mở hai đường bay mới Hà Nội Osaka Nhật Bản và Nha Trang Siem Reap Campuchia. Vé được mở bán trong 3 ngày từ ngày 20 đến 22 tháng 6 với 1 triệu vé giá từ 0 đồng. Vé khuyến mại áp dụng trên tất cả đường bay trong nước và quốc tế đến Osaka Nhật Bản, Seoul, Busan, Daegu Hàn Quốc, Hồng Kông, Cao Hùng, Đài Bắc, Đài Trung, Đài Nam, Đài Loan Trung Quốc, Singapore, Bangkok, Phuket, Chiang Mai Thái Lan, Kuala Lumpur, Malaysia, Yangon, Myanmar, Phnom Penh, Siem Reap, Campuchia cho thời gian bay từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12, trừ các ngày lễ Tết. Trong thời tiết nắng nóng, phụ nữ tham gia giao thông bằng xe máy hầu như đều sử dụng váy chống nắng, dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Váy chống nắng bị cuốn vào bánh xe gây nên tai nạn ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, làm hai người thương vong là lời cảnh báo cho người tham gia giao thông. Hai người lưu thông bằng xe máy trên quốc lộ 1A khi đến đoạn thuộc thôn An Thọ, xã Tam An, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, người điều khiển xe máy tăng tốc độ để vượt xe tải lưu thông cùng chiều phía trước. Lúc này, váy chống nắng của người phụ nữ ngồi sau bị cuốn vào bánh xe, làm xe ngã ra đường, làm một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng. Trong ngày 21 tháng 6 năm 2018, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã lập biên bản 149 trường hợp, trong đó ô tô 124 trường hợp, mô tô 25 trường hợp, với số tiền phạt 246 triệu đồng. Tước giấy phép lái xe 16 trường hợp, tạm giữ 7 phương tiện. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, đội cảnh sát giao thông, đồn công an Mộc Sơn, công an huyện Thọ Xuân và tổ cảnh sát cơ động công an tỉnh đã phối hợp với đội an ninh cảng hàng không Thọ Xuân triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn an ninh trật tự, an toàn giao thông, xử lý nhiều trường hợp vi phạm tại khu vực cảng hàng không Thọ Xuân. Ngày bình thường, cảng hàng không Thọ Xuân đón từ 7 đến 8 chuyến bay đi và đến. Thời gian cao điểm thì số chuyến bay nhiều hơn. Với lượng khách đi máy bay ngày càng nhiều, để phục vụ hành khách đi lại, một số hãng taxi và một số đơn vị đăng ký kinh doanh được phép vào sân đưa đón khách. Thế nhưng vẫn còn một số nhà xe không có đăng ký kinh doanh vận tải hành khách. Xe taxi dù vào chèo kéo khách, đậu đỗ xe không đúng quy định. Để chấn chỉnh tình trạng vi phạm này, trong thời gian qua, đội cảnh sát giao thông đồn công an Mộc Sơn, công an huyện Thọ Xuân và tổ cảnh sát cơ động công an tỉnh đã phối hợp với đội an ninh cảng hàng không tăng cường các biện pháp xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Đến nay đã không còn xảy ra tình trạng vi phạm tại cảng hàng không Thọ Xuân. Vừa qua là công tác phối hợp giữa lực lượng an ninh không của cảng không Thọ Xuân cũng như là tổ công tác công an đồn Mộc Sơn cũng như là công an huyện Thọ Xuân và đặc biệt là cái tổ công tác của cảnh sát cơ động của công an tỉnh Thanh Hóa đã lên đây cùng với lại lực lượng chức năng trên cảng không Thọ Xuân để duy trì tốt cái công tác an ninh trật tự trên địa bàn. Về cơ bản đã triệt để đẩy đuổi được cái công tác an ninh trật tự đã rất là tốt. Theo báo cáo của đội cảnh sát giao thông huyện Thọ Xuân, sau khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tại khu vực trong và ngoài cảng hàng không, đội cảnh sát giao thông đã xử lý 80 trường hợp vi phạm các lỗi như đậu đỗ xe ở khu vực cấm dừng đỗ trên tuyến đường vào cảng, xe chở khách nhưng không có đăng ký với cơ quan chức năng, xe taxi dù chèo kéo hành khách. Chúng tôi đã phân công cán bộ chiến sĩ tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên tuyến vào cảng không Thọ Xuân. Trong thời gian tới, chúng tôi tăng cường cái việc phối hợp triển khai các giải pháp về xử lý vi phạm tại khu vực cảng không, làm sao đảm bảo trật tự tốt nhất cho cảng không thực hiện việc khai thác và an toàn bay. Trong thời gian tới, đội cảnh sát giao thông đồn công an Mộc Sơn, huyện Thọ Xuân và tổ cảnh sát cơ động công an tỉnh vẫn tiếp tục phối hợp với đội an ninh cảng hàng không thực hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.